Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Dolphin Coin. Để tham gia giám này, các bạn đi tìm link mô tả dưới video từ đám sách chatbot rồi bạn. Rồi bạn bấm join hay rớt nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Thì nhãn 200 tập cận Dolphin nè. Rồi các bạn bắt up lên. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet bot nè. Tại Twitter các bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn tại Twitter biết cái game nè. Test like nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục xuống tiếp kênh Chiller nè. Xin nhớ web 1. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet nè. Retweet Arab nè. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Rồi các bạn tìm cái bài thứ hai nè. Các bạn like nè, các bạn tại Twitter lên nè. Rồi bạn bắt đáp lên. Rồi bạn bấm vào register. Rồi bạn lướt website. Phone là cái điện thoại smartphone. Rồi dùng đầu tiên là địa chỉ email của các bạn nhận. Tiếp tục mình gọi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên chiếc collect của các bạn nhận. Bạn sao chép địa chỉ nè. Gọi là chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi đường link tại Twitter và profile link của mình nha bạn. Trên tại Twitter nhấp ba gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ, nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ. Các bạn sẽ chép liên kết. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi lại mua link retweet nè. Đặt cái link retweet cái bài Dolphin nha các bạn. Mà tại Twitter các bạn ra nè. Các bạn chia sẻ cái bài thứ hai nè, sẽ chép liên kết nè, gọi là cho bot nè. Tiếp tục xoắn tiếp kênh seller nè, xoắn sống bấm máy heo xoắn nét nè. Tạo cái follow tập Twitter gì quý không, bấm máy heo xoắn nét nè. Tiếp tục bấm vào menu, bấm vào bài balance sheet số cần được. Ok, mình đã nhận được 500 tập cần Dolphin. Vì video mình đến đây kết thúc các bạn, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.